quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp đến ở Mỹ, Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, diễn biến và kết cục của cuộc tranh luận tay đôi trực tiếp trên truyền hình đầu tiên và có thể là duy nhất với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, chẳng khác gì cầu được ước thấy. Đã có 67,135 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận nảy lửa này, vượt xa số lượng 51,266 triệu khán giả Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi cuối tháng 7 vừa qua, mà ông Joe Biden bị coi là đã thua, vì thế phải ngừng cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng CNN tiến hành ngay sau cuộc tranh luận, hơn 63% người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng bà Kamala Harris đã thắng. Gần như tất cả các hãng truyền thông lớn cũng như báo chí có tên tuổi ở Mỹ và trên thế giới đều nhìn nhận phần thắng thuộc về bà Kamala Harris. Đã như vậy rồi, lại còn chuyện ngay sau cuộc tranh luận này, cô ca sĩ Taylor Swift với hơn 282 triệu người hâm mộ đã công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu bầu bà Kamala Harris. Có lẽ không ai ngờ được, ông Donald Trump dễ bị thua và bà Harris lại dễ thắng đến mức như vậy. Bà Harris đã có sách lược thích hợp và thực thi rất thành công khi khiêu khích và đặt bẫy, khiến ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa bị động, mất mạch lập luận, tự bào chữa trước những đòn tấn công của bà Harris nhiều hơn là phản biện. Khác với ông Biden, bà Harris thể hiện tốt hơn, nắm chắc những nội dung muốn trình bày, truyền tải thông điệp cụ thể và rõ ràng, tạo sự khác biệt rất rõ nét so với ông Donald Trump, không những chỉ về tuổi tác mà trước hết về quan điểm, chính sách. Bà Harris đã biến cuộc tranh luận thành cuộc tự thể hiện chính mình trước cử tri Mỹ, trong khi ông Donald Trump lại chỉ nhằm vào công kích cá nhân đối thủ chính trị. Sai lầm chết người của ông Donald Trump ở cuộc tranh luận này là lặp lại một cách máy móc cách thức và nội dung đã sử dụng trong cuộc tranh luận với ông Joe Biden, như thể lại tranh luận với ông Biden một lần nữa chứ không phải đang tranh luận với bà Harris, tự sa vào những cái bẫy mà bà Harris đã gài nên tự bộc lộ những điểm yếu của mình. Ông Trump đã quên mất việc tập trung tận dụng những thế mạnh sẵn có của người từng trải hơn so với bà Harris về cuộc sống, chính trường hay thương trường. Ông Trump thua vì không tập trung hạ gục bà Harris ở ba điểm bà dễ tổn thương nhất là kinh tế cùng với chuyện lạm phát cao, vấn đề người di cư cùng chuyện bảo vệ biên giới và an ninh nội địa. Và về việc bà Harris là thành viên trong chính quyền của ông Joe Biden, có thể ông Trump đã quá tự tin vào bề dày kinh nghiệm tranh luận của mình nên đã có phần chủ quan và coi thường người mới nhập cuộc. Tuy bà Harris thắng ở cuộc tranh luận, nhưng không đồng nghĩa tới đây bà sẽ thắng cử. Với màn trình diễn vừa qua, ông Trump chỉ củng cố được bộ phận cử tri vẫn luôn ủng hộ mình, chứ không thể thuyết phục được những cử tri khác không ủng hộ bà Harris. Còn ứng cử viên Đảng Dân Chủ thì đã tăng thêm cơ hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump bị bất lợi, trong khi bà Harris thuận lợi hơn, nhưng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Thời gian vẫn còn đủ dài để cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ có thể và phải vận động tranh cử sao cho không bị thất cử. Ông Robert Kennedy Jr. mới đây đưa ra cảnh báo, tỷ lệ ủng hộ đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sụt giảm trong các cuộc thăm dò vào tuần sau bởi ông Trump đã không thể hiện quá tốt trong cuộc tranh luận với bà Harris. Theo tờ The Hill, trong ngày 11 tháng 9, ông Robert Kennedy Jr. đã cảnh báo rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh mất sự ủng hộ của nhóm cử tri độc lập sau phiên tranh luận không mấy ấn tượng diễn ra vào ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Ông Kennedy nói với Fox News, thật không may, ông Trump đã không giữ được sự tập trung. Ông ấy đã có cơ hội để thể hiện quan điểm chặt chẽ cho chức vị Tổng thống Mỹ, nhưng đã không thể truyền tải một cách rõ ràng. Tôi nghĩ rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Trump sẽ bị sụt giảm trong các cuộc khảo sát vào tuần tới. Kết quả cuộc thăm dò nhanh của hãng tin CNN chỉ ra rằng có 63% cử tri nghĩ bà Harris là người chiến thắng trong cuộc tranh luận vừa qua, nhưng ông Kennedy cho rằng tỷ lệ này sai lệch khá nhiều và không phản ánh hoàn toàn suy nghĩ của người dân Mỹ. Ông Kennedy cho biết, tôi đang lắng nghe những phản hồi thực chất và ông Trump vẫn đang có lợi thế. Tuy vậy, ông Kennedy vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng bà Harris đã có một phiên tranh luận tốt. Ông Kennedy nhận xét, bà Harris là người chiến thắng về cách diễn đạt, sự trau chuốt trong lời nói và tính tổ chức. Cũng theo ông Kennedy, ông Trump đã trình bày ổn về mặt chính sách của mình khi tranh luận, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để xoáy sâu vào những điểm yếu của chính quyền Biden-Harris. Ông Robert Kennedy Jr. hiện là một trong những đồng minh quan trọng nhất của ông Trump trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng đang diễn ra. Vào cuối tháng 8 năm nay, cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử để chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump.
Tổng thống Biden khẳng định bà Harris đã thể hiện tốt hơn ông Trump tại phiên tranh luận, trong khi tỷ phú Elon Musk cho rằng bà Harris chỉ đang nói những lời hay ho. Theo RT, trong ngày 11 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chúc mừng bà Kamala Harris về màn thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump. Ông Biden cho biết, nước Mỹ đã chứng kiến một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong tối nay. Bà Harris rõ ràng đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Tôi tự hào vì đã làm việc cùng bà ấy trong hơn 3 năm. Phó Tổng thống đã chứng minh rằng bà ấy là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt nước Mỹ tiến về phía trước. Trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, bà Harris đã tập trung vào những thành tựu của chính quyền đương nhiệm trong việc chống lạm phát, đồng thời đề xuất về nhiều chính sách kinh tế nếu thắng cử. Ở chiều ngược lại, tỷ phú Elon Musk lại cho rằng bà Harris mới chỉ đang dừng ở các tuyên bố và nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ là người có những hành động thực tế hơn. Ông Musk nhận xét, tất nhiên là bà Harris đã thể hiện tốt hơn kỳ vọng, nhưng tôi cho rằng hai người điều phối đã không công bằng với ông Trump. Nhưng tại sao chính quyền đương nhiệm không làm những điều tuyệt vời này trong nhiệm kỳ của họ? Khi nói đến việc hoàn thành các mục tiêu này, thay vì những lời hay ho, ông Trump sẽ làm tốt hơn. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, ông Trump là người ủng hộ một ủy ban kiểm toán chính phủ nhằm cắt giảm những chi tiêu công lãng phí, còn bà Harris thì không. Ông Musk cho rằng, nước Mỹ cần những cải cách về bộ máy chính phủ để có thể thực hiện những điều tuyệt vời. Ông nói thêm, chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên sao hỏa nếu bà Harris thắng cử. Tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris lần đầu tranh luận trực tiếp tại bang Pennsylvania. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và các phương tiện truyền thông, bộc lộ những sự khác biệt rõ ràng trong chiều hướng chính sách của hai ứng cử viên Tổng thống. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh bà Harris ngày càng có thêm nhiều lợi thế và ủng hộ từ cử tri sau gần một tháng được đề cử làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ thay thế Tổng thống Joe Biden. Cựu Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn đang tìm kiếm chiến lược phù hợp để đối phó. Vì vậy, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai ứng cử viên, cũng là cơ hội để hai bên giới thiệu, định hướng chính sách đối nội và đối ngoại của mình. Vấn đề được cử tri quan tâm nhất hiện nay được hai phía đưa ra có phần khác biệt. Phó Tổng thống Harris tập trung làm nổi bật định hướng chính sách có lợi cho tầng lớp trung lưu. Bà đề cập đến kế hoạch xây dựng nền kinh tế cơ hội, bao gồm các đề xuất nhằm giúp ổn định thị trường nhà đất và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng các khoản tín dụng thuế dành cho các gia đình có trẻ em. Bà chỉ trích các đề xuất của cựu Tổng thống, đặc biệt là cắt giảm thuế cho các tập đoàn, cho rằng sẽ gây tổn hại đến các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ và chỉ đem lại lợi ích cho giới siêu giàu và tập đoàn lớn. Cựu Tổng thống Trump tập trung vào bảo vệ thành tích của mình, tuyên bố rằng ông đã xây dựng một trong những nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ và đổ lỗi cho chính quyền ông Joe Biden về các vấn đề kinh tế hiện tại, đặc biệt là xử lý lạm phát. Ông cho rằng lạm phát là thảm họa đối với người dân, đối với tầng lớp trung lưu, đối với mọi tầng lớp. Đáp lại kế hoạch của bà Harris, ông Trump nhắc lại tuyên bố áp thuế đối với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc. Về vấn đề quyền phá thai, Phó Tổng thống Harris có quan điểm rõ ràng và nhất quán, ủng hộ quyền lựa chọn của phụ nữ. Bà tập trung vào tác động thực tế của các lệnh cấm phá thai và coi đây là vấn đề quyền của phụ nữ và tự do cá nhân. Bà hứa sẽ ký một dự luật hợp pháp hóa phán quyết của vụ kiện Roe Wade nếu được làm Tổng thống. Trong khi đó, ông Trump ca ngợi việc lật ngược Roe Wade, cho rằng vấn đề phá thai nên để các bang quyết định và phủ nhận ý định ký lệnh cấm phá thai toàn quốc. Về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, bà Harris nêu bật kinh nghiệm trong việc truy tố các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và nhấn mạnh ủng hộ một dự luật lưỡng đảng về an ninh biên giới từng bị ông Trump cản trở. Bà chỉ trích việc lợi dụng vấn đề nhập cư cho mục đích chính trị thay vì tìm kiếm giải pháp thực sự. Cựu Tổng thống Trump khẳng định tiếp tục kế hoạch trục xuất hàng loạt người di cư, coi đây là biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự và loại bỏ các tội phạm khỏi đất nước. Truyền thông cho rằng, ông dựa vào nhiều bằng chứng truyền miệng và những tuyên bố được cho là chưa xác thực, trong đó có việc người nhập cư ăn thịt thú cưng ở Springfield, Ohio. Về an ninh nước Mỹ, cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2011 được bà Harris nhấn mạnh như một ví dụ cho thấy sự nguy hiểm của ông Trump. Bà cáo buộc ông kích động đám đông tấn công và liên kết sự kiện này với lịch sử kích động bạo lực của ông, bao gồm cả các phát ngôn, vụ việc ở Charlottesville và về nhóm Proud Boys. Ông Trump phủ nhận trách nhiệm đối với các cuộc bạo loạn, nhấn mạnh rằng ông kêu gọi người ủng hộ hành động, hòa bình và yêu nước. Ông đổ lỗi cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thị trưởng Washington DC về những thất bại an ninh, cho rằng họ không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với cuộc tấn công. Nhắc tới xung đột tại dải Gaza, Phó Tổng thống đưa ra các phản ứng có chừng mực, ủng hộ quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, trao trả con tin và giải pháp hai nước. Bà nhấn mạnh có quá nhiều người Palestine vô tội thiệt mạng. Giới quan sát cho rằng ông Trump tập trung tấn công bà Harris hơn là vạch ra chính sách riêng.
cho rằng bà Harris ghét Israel mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tiếp đó, bà Harris ca ngợi phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden đối với tình hình Ukraine, nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Bà chỉ trích ông Trump vì sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Putin, cho rằng ông Trump sẽ để cho Nga kiểm soát Ukraine nếu lên nắm quyền. Ông Trump khẳng định có thể ngăn chặn cuộc xung đột và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin. Ông chỉ trích Mỹ chi quá nhiều tiền cho xung đột này, cho rằng các quốc gia châu Âu nên đóng góp nhiều hơn. Nhân chủ đề này, ông cáo buộc chính quyền đương nhiệm xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan, góp phần thúc đẩy sự khởi đầu cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Do đặc thù của cuộc tranh luận tổng thống, hàm lượng các vấn đề đối ngoại thường ít hơn đối nội. Chuyên gia Malcolm Davis nhận định hai ứng cử viên tổng thống không nhắc nhiều tới Trung Quốc ngoài việc áp thuế thương mại. Các vấn đề Đài Loan, kiểm soát vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên, xử lý quan hệ với Iran đều không được đề cập. Cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy những sự khác biệt sâu sắc giữa hai ứng cử viên về tầm nhìn và chính sách. Sự thay đổi trong quan điểm của cử tri sau tranh luận là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả bầu cử. Rõ ràng bầu cử 2024 không phải là một cuộc chiến về chính sách mà còn là về giá trị và tầm nhìn cho tương lai nước Mỹ.